Thưa sư, câu này con đã hỏi rồi. Câu trả hỏi này không cần đọc lên đâu. Nhưng mà video vấn đáp ngày 16 tháng 12 bị đứt quãng nên con không nghe được câu trả lời của sư, mong được sư trả lời lại. Là những người yếu thế bị chịu sự đánh đập giam nhốt bởi người luôn say xỉn thích đánh đập, họ cần làm gì để thoát khỏi cảnh này ngoài kham nhẫn? Thì ngày hôm trước á, sư đã nói rằng khi mà quý vị không áp dụng theo Phật Pháp thì chúng ta còn có pháp luật để bảo vệ. Vì những sự kiện mà quý vị nói á, là đánh đập giam nhốt nè, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng ta có pháp luật để bảo vệ. Nếu như chúng ta không muốn dùng chánh pháp thì chúng ta có thể nhờ pháp luật để bảo vệ mình. Còn nếu như mà chánh pháp mình cũng không có, mình không có ưa, tức là sự kham nhẫn mình không có làm được, mà pháp luật mình cũng không có, mình cũng không có nhờ, thì cái này gọi là ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.